Học từ đó.com ra bài tập mà bạn hãy làm một file PHP. Tất nhiên tên thì tự nhiên là tùy bạn, đây là cái tên tôi đặt trong máy của tôi thôi. File đấy có một cái đường link có chữ click here, còn đôi khi ở một số máy nó sẽ hiện lên cái này. Thì kệ nó nhá, chúng ta không cần còn phải quan tâm tới cái này. Bây giờ bạn chú ý kỹ cái khu vực này, chính là cái khu vực nó sẽ hiện lên, nhưng bạn phải quan sát kỹ và nhìn kỹ bởi vì tôi sắp sửa di chuột link vào cái chữ click here. Bắt đầu nhá. 1 2 3 di chuột. Đó. Bạn nhìn thấy cái đường link nó hiện lên ở cái chỗ tôi vừa nói chưa? À, nhìn thật kỹ. Bởi vì bạn sẽ phải tạo ra một cái đường link dạng như thế, tức là có cái hỏi chấm x bằng 5. Bây giờ bạn hãy vào tool, vào option, vào content và tắt cái enable JavaScript đi. Ok, tại sao tôi phải bảo vậy rồi? Tôi chắc chắn rằng bạn không dùng JavaScript để bạn làm cái bảng này. Bạn phải dùng PHP. Khi bạn bấm vào click here thì nó sẽ hiện ra như này. Thêm cái hỏi chấm x bằng 5 so với cái lúc đầu. Và hiện ra cái số 5 ở đây. Bây giờ tôi làm lại nhá. Link đầu tiên là không có cái hỏi chấm x bằng 5 đâu. Nó chỉ có như này thôi. Và click here thì nó ra như này. Đấy là cái đề bài. Còn nếu như mà bạn mà làm tốt hơn một cái bước nữa thì bạn làm sao để nó mất cái dòng này đi. Cái dòng này là một cái dòng báo cảnh báo của PHP. Bạn phải có trách nhiệm là giải thích tại sao có cái dòng đấy và làm sao mất đi. Nhưng mà cái đấy không quan trọng, nếu bạn không làm được thì cũng là cái phụ thôi. Còn cái chính là bạn phải làm được cái chức năng click here nó ra được như thế nào.